Kính bạch sư, cho con hỏi, con của con nó còn rất nhỏ, chỉ ăn thịt và cá. Nếu ăn chay thì không đủ sức khỏe để đứa bé phát triển đầy đủ thể chất được. Và nếu con mua thịt cá về làm cho nó ăn, vậy con và con của con có tội không? Nếu có tội thì con phải làm sao? Và con của con không có, và cho con của con không có tội và phát triển đầy đủ sức khỏe, mong sư giúp con. Nó chỉ đơn giản là mình đi ra chợ rồi mình mua thịt cá có sẵn, đồ đông lạnh hoặc là cái hàng họ đã làm sẵn rồi thì mình mua về thôi, không có sao hết trơn. Còn nếu như mà mình nghĩ cái chuyện mà ăn uống mà nó có tội á, cái kiểu mà ăn thịt cá mà có tội á, thì coi chừng mình rơi vào tà kiến, tức là mình không có đi địa ngục vì cái chuyện là mình ăn thịt cá, mà mình đi địa ngục thì cái chuyện mình nghĩ là ăn thịt cá là có tội, hiểu không? Tức là mình hiểu sai vấn đề. Đức Phật ngài chỉ đơn giản, ngài khẳng định một chuyện, đó là có ba loại thịt mà Như Lai khẳng định là tuyệt đối thanh tịnh, là không thấy, không nghe và không nghi. Cho nên á, là quý vị cứ ăn bình thường, miễn làm sao mình không có đem nó về mình giết là đủ rồi, là tuyệt đối thanh tịnh. Còn ai nói ngược lại lời của Thế Tôn thì tự người đó chịu trách nhiệm với cái nghiệp và quả. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.